Bây giờ thì sẽ bắt đầu thì chữa cho chúng ta sang cái dạng 2 nhôm và cái dầm. Trong cái phần này ấy, đây là một phần mà dạng bài tập khá là hay nên là các bạn cần phải hai mã. À, kiến thức cần nhớ ở trong cái phần mà hỗn hợp nhôm và kim loại kiềm ấy, cái phần này nếu mà nó thi rất nhiều bạn đó. Cái dạng này thì khoảng độ tầm năm nay, năm 2024 thì dạng này 10 năm nay nó chưa từng xuất hiện trở lại quốc gia. Nhưng bạn nên nhớ rằng là sở thích của bộ giáo dục là họ rất thích cái dạng dạng đây là những dạng phần thôi, và rất rất thích đào lại quá dạng này vào, bởi vì tính lạ của đề tài đã bị hết. Thế thì tại sao thầy lại nói là cái phần hỗn hợp nhôm và kim loại kiềm này lại khó mà tư duy? Các bạn chú ý cho thầy, nếu mà hỗn hợp thầy sẽ có một nhỏ, thầy có hỗn hợp natri và nhôm. Đầu tiên thầy sẽ hòa tan nó vào dung dịch, hòa tan vào dung dịch NaOH dư, hay nói khác là dung dịch kiềm dư, NaOH dư hay là KaOH dư hay là BaOH hai lần dư thì nó đều như nhau nhé, nó đều tương tự nhau. Thì khi hòa tan vào cái hỗn hợp dư này thì nó có điều gì xảy ra? Thứ nhất là thứ tự phản ứng, tự phản ứng phản ứng đầu tiên xảy ra nó sẽ là anh natri tác dụng với nước để tạo thành NaOH cộng H2. Được chưa? Phản ứng thứ hai xảy ra đấy là do anh nhôm tác dụng với nước, tác dụng với NaOH dư để tạo thành Na AlO2 cộng H2 3 phần 2 H2 bay lên. Con này là 1, con này là 1, 3 phần 2 nhân 2 là 3. Thế thì ta sẽ thấy một điều như sau. Cái hydro ấy, H2 sinh ra nó sẽ là tổng H2 của cả hai phản ứng này. Được chưa? Vậy để làm rõ ràng thì thầy sẽ ghi là vậy suy ra là số mol H2 cái bằng là số mol H2 sinh ra a phản ứng natri và số mol H2 sinh ra của phản ứng nhôm. Hay nói tắt nó là H2 của natri và H2 của nhôm. Và do là NaOH dư nên chắc chắn là nhôm sẽ hết. Và cũng do NaOH dư nên chắc chắn là natri cũng sẽ hết. Đấy. Dạ. Ok nhá. Ok nhá. Cái này nó chưa phải là cái khó. Ở đây đây là hòa tan vào NaOH dư thì chưa phải là khó. Cái này là cái dễ. Cái dễ thì đưa lên trước, cái khó thì đưa lên sau. Thế thì có nghĩa là nếu mà kể cả KaOH dư hay BaOH lần dư thì chắc chắn là Na cũng hết và nhôm cũng hết, hoặc là K cũng hết hoặc Ba cũng hết nhá. Rồi mình sang cái hai nhỏ, vẫn là cái hộp hỗn hợp này natri và nhôm, nhưng bây giờ ta hòa tan vào nước, vào nước đấy, người ta có thể thay thế natri là kali hoặc bari, nhưng đây là một cái dạng bài hòa tan vào nước. Thì khi hòa tan vào nước thì có điều gì đặc biệt? Đầu tiên ta cũng có thứ tự phản ứng. Số 1
là natri cộng nước để tạo thành NaOH cộng H2 bay lên. Đây 1 phần 2. 1 phần 2. Thế thì cái này thì natri cũng hết. Chắc chắn hết. Còn nước thì chẳng bao giờ thiếu. Nước thì không bao giờ thiếu. Đúng không ạ? Nhưng đến cái phản ứng số 2 rồi nó xảy ra này. Nó có nhiều vấn đề để nói. Nhôm này. Tác dụng với nước này. Tác dụng với NaOH này. Để tạo thành này. Na AlO2 cộng H2 3 phần 2 lên. Thì tại sao chỗ này nó lại có vấn đề để nói? Bây giờ mình xét ở cái chỗ phản ứng số 2 đi. Phản ứng số 2 nó bị cái lượng NaOH của phản ứng số 2 này nó bị phụ thuộc vào lượng NaOH sinh ra phản ứng số 2. Bởi vì ở phản ứng số 2 này là hòa tan vào nước. Đúng không ạ? Hòa tan vào nước thì ban đầu tiên là không có NaOH. Vậy thì bao nhiêu NaOH sinh ra phản ứng số 1 này thì nó sẽ chui phản ứng số 2. Nó khác hoàn toàn so với lại thằng 1 là do là NaOH dư nên là mình không phải lo. Đến lúc nào nó cũng dư. Không, nó khó đấy đấy. Vậy thì ở cái bài này nó sẽ xảy ra hai khả năng. Khả năng số 1. Đây mình nhìn nha, nếu mà số mol của nhôm phản ứng là A thì số mol NaOH phản ứng là A. Không. Đấy thì số mol NaOH phản ứng là A đây. Thì lúc nào nó sẽ như này. Chưa? Thôi cứ ghi này cho dễ, không ghi khả năng nữa. Nó sẽ luôn luôn có này. Số mol của natri phản ứng sẽ luôn bằng số mol của nhôm phản ứng. Nói thế cũng không đúng lắm. Nếu mà natri dư nó mà nat nat natri nó mà dư thì cũng toang, đúng không? Thế thì nói chuẩn ra là thế nào cho chuẩn này? Ý này chưa đúng lắm, các bạn từ từ nhé. Số mol NaOH phản ứng đi. Hay là số mol NaOH sinh ra đi. Số mol NaOH. Không phải. NaOH sinh ra không phải. Số mol nhôm phản ứng đi. Nào nhỉ? Đây, cho hai khả năng đi. Khả năng số 1. Tăng số 1 là nhôm dư thì ta sẽ luôn luôn có là số mol nhôm phản ứng bằng số mol Na phản ứng, thế là chuẩn nhất. Khả năng số 2 là NaOH dư thì ta có số mol NaOH phản ứng bằng số mol nhôm phản ứng. Đấy. Những cái này nó đều ảnh hưởng đến cái thằng H2. Trên đây thầy vừa nêu cho chúng ta cái vấn đề. Thế còn lại cái phương pháp giải thì ta là vẽ sơ đồ. Phương pháp giải này. Ta vào luôn cái ví dụ số 6. Bây giờ các bạn nhìn vào đây. Hướng dẫn mẫu cho chúng ta cái 7,3 gam hợp kim gồm natri và nhôm vào nước là 50 gam. Tan hoàn toàn ra được dung dịch X là 56,8 gam và chắc chắn có H2 sinh ra. Thế bạn nào mà tinh thì mình áp dụng bảo toàn khối lượng. Ta có này 7,3 cộng với 50 bằng 56,8 cộng với lại khối lượng của H2. Vậy từ đây ta sẽ tìm được số mol của H2. Hai bao nhiêu các em nhỉ? Bằng bao nhiêu nhỉ? Lít bấm 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 bấm.
không phải ai chưa đấy hỏi thế phòng thế số là không phải 25 rồi thì câu chuyện bây giờ chúng ta đi bảo toàn thôi, đặt số mon nhôm của mình là A, số à, số mon natri là A, số mon nhôm là B. Vào nước thì tan hoàn toàn, cái từ tan hoàn toàn này nói cho ta biết rằng là hoặc là nhôm và natri vừa hết, không thể nào là nhôm dư được, đúng không? Bởi vì khi bài ta hòa tan vào nước này mà nếu mà nhôm dư ấy thì nó sẽ có chất rắn là nhôm. Đấy, nếu mà nhôm mà dư này, chất rắn còn lại sẽ là nhôm, mà đây là tan hoàn toàn, được không ạ? Thì điều này bởi vì có cụm từ tan hoàn toàn nên chắc chắn là nhôm phản ứng. Thế vậy bây giờ mình sẽ có hệ phương trình. Đầu tiên là khối lượng này, 23 cộng 27B bằng 7,3 gam. Phương trình thứ hai là phương trình sinh H2. Mình biết rồi, một anh natri thì sinh ra có 0,5H2 thôi, là 0,5A. Một anh nhôm thì nó chỉ sinh ra có 1,5 thằng H2 thôi, 5B bằng số 2 là 0,25. Vậy mình sẽ có hệ 23 bằng bằng 3 bằng bằng 1 5 bằng 0,25 bằng đấy, A bằng 0,2. A bằng 0,2. B bằng 0,1. A bằng 0,2, B bằng 0,1, vậy khối lượng nhôm chúng ta bằng 2,7. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ta là đáp án C. Thấy chưa? Bây giờ các bạn cùng sang cái ví dụ số 7 đi. Các bạn cùng làm ví dụ số 7 và comment đáp án có thể nhìn này. Vẫn là nhôm dư thôi nhưng mà nó rơi vào à đâu, cái bài này nó rơi vào trường hợp là nhôm dư đấy. Ta biết được khối lượng của nhôm dư rồi. Các bạn cùng giải ví dụ số 7 và comment cho thầy mình đáp án. Linh Phương ở trên lớp đi học đến đâu rồi? À. Ví dụ 7. À, các bạn mới xin vào lớp mình học em ạ. Hỏi là thầy cho em xin vào lớp nào nghiêm khắc nhất cho nó nề nếp. Lớp mình vote cho thầy xem ca nào là ca nghiêm khắc nhất, K1 hay K2. Nhưng Đạt chưa bao giờ học K2 sao? Thảo không thể. Ca Ngân, Ngân thì học K1 với K2 rồi. Ca Ngân này theo em thì K1 nghiêm khắc hơn hay K2 nghiêm khắc hơn?
Nào, ví dụ số 7 nào. Anh Ngọc nào, chữa thầy ví dụ số 7 nào. Tú, Khánh Ngọc ơi. Hôm này. Ti này. Tôm này. Tư này. Được này. Ai này. 0,2 này. Nhôm này chia thành hai loại. Loại là nhôm phẳng. Một loại là nhôm dư này. Nhôm dư là 10 gram rồi. Vậy bây giờ mình chỉ không. Vậy thì có phải là câu chuyện ở bài này vào cái trường. Vậy nếu thầy đặt số mol của thằng natri phản ứng là amon và số mol thằng, ngay lập tức thầy sẽ suy được số mol nhôm phản ứng cũng là amon. Tại sao lại suy được như vậy? Tại vì thế này, đây. Số mol Na với trường hợp là nhôm dư thì số mol nhôm phản ứng luôn bằng số mol natri phản ứng đấy. Nhôm dư thì đây nhôm phản ứng với natri phản ứng là như nhau. Đúng không ạ? Nhôm phản ứng chính bằng NaOH và NaOH thì chính bằng natri phản ứng. Đấy, chúng ta phải nhớ cái câu điều đấy nhá. Vậy này. Cái thằng H2 này sinh ra nó rất đơn giản thôi. H2 này sinh ra thì 0,2 này chính bằng là 1/2 lần số mol natri phản ứng. À, cộng với 3/2 lần số mol nhôm phản ứng. 3/2. Và nên mình tìm được A bằng 0. Với A bằng 0,1 này. Cái này bằng 0,1. Vậy ta sẽ tìm được tổng khối lượng. Yeah. Là 0,1 nhân 23 cộng 0,1 nhân 27 cộng 10 bằng 15 gam. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bạn nào không hiểu không thì hỏi. Không hiểu hỏi thầy thầy giải quân nhá. Nếu mà hiểu hết rồi thì chúng ta sang ví dụ số 8. 8 lại dễ hơn một xíu. Quá. Dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất thì chắc chắn nó là NaLO2 rồi. Giải nó dễ dàng ngon lành hơn. Tám. Ví dụ số 8 ạ. Ai đây? Gọi Khánh Ngọc. Thôi bây giờ cho Bình Phương này. Số 2 bằng bao nhiêu? Rồi. Một chất tan duy nhất nó là gì? Vậy có một chất tan duy nhất thì điều này chứng tỏ rằng có NaOH dư không? Không có NaOH dư, chính xác. Có nhôm dư không? Không dư. Không có nhôm dư. Đây, cộng bọn này nhé, cộng nước nhé. Và chỉ thu được một chất tan duy nhất. Còn không có chất kết tủa mà. Đúng không? Vậy điều này chứng tỏ rằng đây này, em nhìn này,
một chất tan duy nhất chứng tỏ là số mol natri bằng số mol nhôm chưa? Yeah. Nên đặt anh này là gì? A. 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 Số mol natri nó sẽ là 0,5A cộng 5A bằng 0,2. Phi ra bằng bao nhiêu? Vậy em tìm được khối lượng không? 5. Nhưng mà ví dụ 6, ví dụ 7, 8 chỉ làm nền thôi. Các em luyện tập, các em sử dụng 9. 9 mới là cái ví dụ tới. Ví dụ 9 là nó đã từng xuất hiện trong đề thi đại học năm 2003, năm 2014. Nhưng từ đấy đến nay nó bị mất tích. Cái trách nhiệm của thầy thì năm nào thầy cũng phải dạy tất cả các bạn cái kiểu này. Cái kiểu này mà khi ngồi vào phòng thi mà nếu các em chưa được thầy hướng dẫn thì các em gặp các em sẽ bị các bạn cùng giải đi comment cho thầy đọc nào. Bạn nào xong tiên thì comment đầu tiên có thể dạy. Nào vào nhỉ? Ta hai à? Số 9 nào. Đạt đây, Đạt làm xong chưa? Sao? Em gặp khó đâu, em có thể chia sẻ đâu. Em gặp khó đâu.
Em đi đúng hướng. Đúng, đang đi đúng hướng. Xong rồi đấy. Bạn này làm kiểu vậy đấy. Nhưng mà để đạt được đến tầm như của anh Đạt, ta phải nhìn thêm như thế này. Thầy phản giải cặn kẽ cho các em một chút. Đầu tiên là hòa tan vào NaOH dư thì có phải là cả natri và cả nhôm đều tan hết, đúng không? Natri, nhôm tan hết. Và do natri và nhôm đều tan hết nên điều này dẫn đến một điều rằng cái số mol hiđro sinh ra này là thế. Nhưng mà khi mình hòa tan vào trong nước này này thì chỉ thu được cái thể tích khí này nhỏ hơn thể tích của natri và nhôm, nên điều này dẫn đến chắc chắn 100% rằng là trong này natri tan hết. Còn nhôm, ok không? Đấy, thế bây giờ nếu vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phần 1. Hỗn hợp gồm natri và nhôm tan vào trong nước thu được 3 ALO2. Hai. Trong này nhôm chúng ta chia thành hai phần. Một phần là nhôm phản ứng, một phần là nhôm dư. Số mol natri của chúng ta là 0,1. Đặt số mol natri của mình là A. Số mol nhôm phản ứng của mình chắc chắn sẽ là A. Vậy số mol natri sinh ra này là bằng là 0,1 thì bằng 0,5A cộng 1,5A. Và tới đây ta sẽ tìm được A của chúng ta bằng 0,05. Đúng không? A bằng 0 phẩy phần 2. Phần 2. Natri và nhôm lúc này tan hết vào trong dung dịch và NaOH4. Lúc này tan hết rồi. Sinh ra H2. Thì số mol H2 lúc này là 3,92 chia 2,4 bằng 0,175. Mà ta đã biết số mol natri của mình là 0,05 rồi, đúng không? Vậy mình sẽ tìm được số mol nhôm. Thôi mình cứ đặt mạnh dạn đặt số mol nhôm toàn bộ là B đi. Mình sẽ có là 0,175. Thôi kéo lên này. 0,175 thì bằng 0,5 nhân 0,05 cộng 1,5P. Và hoàn toàn tới đây mình tìm P bằng 0,1 bằng 0,1 P bằng 0. Vậy ta có phần trăm khối lượng của natri trong hỗn hợp. Thực ra nếu mình giải được như này, mình giải tìm được luôn phần trăm khối lượng natri luôn rồi. À đâu, không tìm được bởi mình chưa có tổng khối lượng. Đến đây mới tìm được. 0,05 nhân 23 chia cho 0,05 nhân 23 cộng 0,1 29,87%. 29,87%. Các bạn đã hiểu kỹ thuật làm như này. Hay là phải có kỹ thuật làm mình mới giải nhanh được. Tất cả mọi thứ nhỏ nhất đạt được. Ngày xưa nhá, lúc mà thầy gặp cái dạng này, thầy bị lỗi một cái tư anh hướng dẫn gì cả. Cái dạng này nó làm thành những cách giải đi giải lại cái dạng này 5 lần mới ra đáp án đúng. Sau đó thầy giải đến lần số 8 thì ra được cái cách phương pháp giải cảm giác. Và thầy phải giải nó đến lần thứ 10 thì thầy mới tìm cách để nghiên cứu những thứ để cho các bạn hiểu.
Bây giờ chúng ta lại nâng level lên một chút xíu. Bởi vì các bạn chú ý là ở đây phần 1, phần 2, nhưng mà đề bài hỏi phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp, nên mình to việc nhân 2. Trăm khối lượng loại thì có phần 1, 2. Tổng cả phần thì nó được. Nhưng bây giờ mình sang cái ví dụ tăng cái này. Là ở phần số 10 này thì nó cũng như bài trên thôi, nhưng nó có điểm là đây là m gamma. Cá nhân thầy thì thầy xử lý các bài này thì khuyên các em là cứ về một cái thôi. Ví dụ như là bài này hỏi m thì mình cứ về m gam đi. Trang Ngân ơi, mic Trang Ngân nói được không? Lúc mình số 10. Tụ 10. À chưa?
Hỗn hợp A gồm hai kim loại bari và nhôm. Các chị gọi đạt với lại Linh Phương. Linh Phương ơi, ví dụ 10 Linh Phương ra chưa? Với em ra chưa? Có một mà. Cái giải cùng thầy. Cái chỗ này là mình phải chú ý rằng là hỗn hợp A này nó là gồm hai loại. Đầu tiên mình cho vào nước đi. Bari này. Nhôm này. Cho vào nước dư này. Thì cho vào nước nó vẫn như cái kỹ thuật mình phân tích từ đầu nhé. Cái tạo thành đánh nhà NaLO2 bây giờ là BaAlO2 tất cả hai lần. Bởi Ba hóa trị 2 mà. Và số mol H2 mình thu được là bao nhiêu mol em nhỉ? Hơi khó một tí đấy. Anh nhôm này của mình sẽ tách ra là nhôm phản ứng và nhôm dư. Cái này đang là mờ gan. Thế thì cho lại hỏi có phải nhôm phản ứng thì nó chui hết vào đây không? Thế nếu thầy đặt số mol bari của thầy là amon thì có phải bari của thầy cũng chui hết vào đây không? Nên đây là amon không? Vậy thầy sẽ suy được số mol nhôm phản ứng của thầy là A nhân 2 là 2A không? Có làm nốt à? Vậy 0,6 này bằng gì? Một. Đúng rồi. Một thằng bari thì sinh ra A mol H2. Một thằng nhôm thì sinh ra 1,5 nên là 2A nhân 1,3A. Vậy nên mình tìm được A bao nhiêu? Không phải không à mà không. Thế bây giờ lại cũng đề bài cho là 2m gamma thì bây giờ mình cho thành m thôi. Mình chia đôi cái thằng H2 kia ra. Số mol của Ba lúc này nó là 0,015 rồi. Nhôm. Lúc này là nó sẽ tan hết. Vào. BaOH2 lần dư. Nào, thu được H2 bằng bao nhiêu của em? Cái thằng này phải chia 2 nhá. Thằng này chia 2,4 rồi chia 2 nhá. Bằng bao nhiêu? 1,93 gì? 3 chia 2. Được. Bây giờ mình đặt số mol nhôm này là B đi. Thì phải mình sẽ có rằng là bằng 0,015 cộng với 1,5B không? Em tìm được B luôn. B bằng bao nhiêu? Vậy đến đây em tìm được M chưa? À, lúc nào? Bằng bao nhiêu? Sợ chứ. Còn chưa? Đây là thầy vừa hướng dẫn cho ông ta nhé. Cách để mà chúng ta giải được một cái bài mà nó thuộc dạng cơ bản nhưng chúng ta lại chưa gặp bao giờ. Có thể nói thế. Cái dạng cơ bản chúng ta vẫn gặp đó là dạng gồm hợp gồm natri và nhôm. Đúng không? Vào nước hoặc vào Na hoặc dư. Nhưng mà cái bài này tại sao mình lại chưa gặp bao giờ? Bởi vì cái bài này bình thường nó cho natri và nhôm, nay nó cho bari. Đó là một kiểu hình với sức lực của một ông thầy cái khoảng thời gian là một để xây dựng được em nhìn thấy nền tảng là dạng hay không phải là tất cả như anh Đạt đã từng thi anh Đạt biết là trong đề thi đại học nó là những cái gì có nó hơi khác khác những dạng cơ bản nó không giống vi sỉ phải các thầy cho
Cái ví dụ 10 này là một minh chứng. Thầy đã hướng dẫn chúng ta cái khả năng để giải cái tập gồm bari không rồi. Cũng là bari. Kiểu nó khó. Và thường ấy, cái rất đa số học sinh phải à, thầy dạy thay số mà thôi. Cái đấy là tư duy. Thế mà cho thầy chia ra tất cả các cái dạng, tất cả các cái kiểu để mà các em gặp được số vào phát là mất rất nhiều thời gian và nó trở thành gần như không thể, có vô vàn. Nếu mà làm như thế các em giữ, các em phải giữ thầy ở đây. Bạn làm cho thầy cái đáp án. Số 11. Mic của thầy sao nó cứ bị nhạy. Ví dụ 11. À giải với thầy nào. Câu này thì dễ rồi. Đạt ơi, sự. Thôi mình nhẩm luôn nhỉ, H2 bằng bao nhiêu mol? 7,7 cộng 50 trừ 57. 0,7 mà chia cho 2 thì bằng 0,35. Chưa? Và đề bài này nói tan hoàn toàn. A, B. Ta có hệ phương trình 23 cộng 27B. Phương trình thứ hai, phương trình H2, 0,5A cộng 1,5B bằng 0,35. Đến đây mình tìm được A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu. A bằng 0,1, B bằng 0,35. Và mình tìm được khối lượng của nhôm là 0,2 mà nhân với 27 thì bằng 5,4. Ví dụ 11 là một câu. Giờ mình sang dạng số 3. Dạng hiệu tính. Trong dạng hidroxit lưỡng tính này chúng ta sẽ có rất nhiều kiểu. Đây là một dạng mà trọng tâm cuối cùng. Đây là một cái dạng trọng tâm cuối cùng. Dạng bài tập của nhôm cuối cùng.
trong phần nhôm sắt không. Một hiện dạng hydroxit lưỡng tính này chúng ta có cái gì để nó? Một la mã kiến thức. Kiến thức. Ta có 5 hydroxit phần nhỏ. Một nhỏ. 5 hydroxit. Tượng đây. Thứ nhất Al OH 3 lần. Hai Fn OH 2. Ba Pb OH 2. Tư Fn OH 2 lần. Thứ năm Cr OH 3 lần. Đấy là mình có 5. Tương với 5 hydroxit lưỡng tính này thì mình sẽ có 3 oxit lưỡng tính. 3 oxit lưỡng tính. Nhất là Al2O3 SnO R2 của bà. Đã. Có 3. Thì ở trong cái bài này mình chỉ trọng tâm mình nghiên cứu về ALOH 3 lần thôi. Thầy cũng nói luôn là ALOH 3 lần và ZNOH 2 lần tương tự nhau. Nên tất cả những cái dạng bài tập về ALOH 3 lần thì Z 2 lần là như nhau. À, mặc dù vậy thầy vẫn phải nói qua với các em là cái dạng bài tập ZNOH 2 lần là lâu nay là không có thi. Nên là mình lại test muộn 3 lần thôi nhá. Vậy thì tính chất hóa học thường để tạo bài tập hydroxit. À, thứ nhất tác dụng Al OH 3 lần cộng 3H cộng thành Al3 cộng 3 thay ô 2 B nhỏ tác dụng điểm Al OH 3 lần cộng OH trừ tạo thành Al OH. Đấy thì nó tan cả trong môi trường axit. Tan cả trong môi trường. Hiệu này. Đây này. Nay chỉ học cái kiểu 1 này thôi là đủ bơi ra rồi. Kiểu 1 này. Sẽ có này. Một nhỏ. Hà tan nhỏ từ từ. Từ từ. Tư. Mình giải một bản chất nhá. OH trừ vào nhôm 3 cộng. Thì OH trừ này thì nó sẽ tương đương với lại NaOH, KOH, BaOH lần, CaOH lần. Nhôm 3 cộng thì tương đương với lại Al2SO4 3 lần. AlCl3 thì cứ ghi rõ đây. Cao hát. Cao hát. Cao hát 2 lần. À, Bao hát 2 lần. Nhôm 3 cộng thì tương đương với AlCl3 Al2 3 lần. Thì với cái hiện tượng thí nghiệm này thì lúc nào chúng ta cũng phải nêu hiện tượng này. Nêu hiện tượng này. Viết phương trình giải thích này. Và vẽ cái sơ đồ biểu diễn về số mol của thằng kết
của với số mol của hoạt chất đầu tiên ta sẽ có thứ tự phản ứng. Thứ tự phản ứng thứ nhất là khi nhỏ từ từ OH trừ vào nhôm ba cộng, ta sẽ có là nhôm ba cộng cộng ba OH trừ tạo thành Al OH ba này. Vậy hiện tượng đầu tiên là xuất hiện kết tủa keo trắng. Xuất hiện kết tủa keo trắng. Và kết tủa này tăng dần tới cực đại. Xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa này tăng dần. Thế điểm cực đại là khi nào? Cái điểm cực đại là khi nhôm ba cộng vừa hết. Thế sau khi mà nhôm ba cộng vừa hết rồi, có nghĩa là ALOH 3 lần tạo thành bên trong dịch điện mắc. Nó mắc thì do anh ALOH 3 lần này nó là anh hydroxy lưỡng tính. Hydroxy lưỡng tính này thì nếu OH trừ dư nó rất dễ dàng bị OH trừ dư hòa tan. Là lúc này OH trừ còn dư ALOH 3 lần cộng OH trừ tạo thành ALOH 4 lần trừ. Lúc này thì hiện tượng kết tủa keo trắng tan dần đến dung dịch trở lại trong suốt. Đấy. Kết tủa keo trắng tan dần đến. Và dựa theo hiện tượng này thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ. Có một cái sơ đồ. Ta sẽ có trục tung là số mol kết tủa, trục hoành là số mol OH trừ. Ban đầu tiên thì chưa sinh kết tủa tăng dần đến à. Sau đó thì kết tủa tan dần đến dung dịch trở lại trong suốt. Tăng lên thì cần 3 OH trừ, còn tan đi thì cần một OH nên nó không cần. Trong đó đỉnh sẽ là số mol là kết tủa ALOH 3 lần mắc, có nghĩa trong dịch lúc này chỉ tồn tại ALOH 3 lần. Lúc tan hết này thì sẽ ALOH 4 lần trừ, hay nó chính là NaAlO2, chính là ALO2. Và bao quát của toàn bộ cả những anh bên trên. Hiện tượng nó sẽ tương. Nhưng các bạn phải chú ý nhá. Câu này thì chưa xét đến phản ứng của anion và ca chiêu. Dụ như NaOH với AlCl3 tương tự vậy, KOH với AlCl3 tương tự vậy, NaOH với Al2S43 lần tương tự vậy, KOH với Al2S43 lần thì tương tự vậy. Nhưng CaOH hai lần với AlCl3 tương tự vậy, BaOH lần với AlCl3 tương tự vậy. Nhưng BaOH hai lần với Al24 thì không tương tự. Bởi vì làm sao? Ngoài cái phản ứng OH trừ ăn nhôm ba cộng, nó còn phản ứng Pa2 cộng ăn
Đấy nha. Thì nó rơi vào mỗi một cái bài tập trường hợp khác nhau thì nó đã rơi vào một cái vấn đề khác nhau, nên chúng ta cần phải tinh ý vậy. Các phần 2 nhỏ. Rồi mới xong phần. Đây là phần họ từ từ đến dư OH trừ và nhóm 3 cộng. Bây giờ mình nhỏ ngược lại đi. 2 nhỏ. Là nhỏ từ từ đến dư nhôm 3 cộng vào OH trừ. Nhỏ từ từ đến dư nhôm 3 cộng vào OH. Nào các bạn. Dự đoán đi. Dự đoán hiện tượng như thế nào? Tí thầy hỏi từng bạn một. Mình muốn dự đoán được hiện tượng là mình phải biết được thứ tự phản ứng đó. Phần lý thuyết này rất hay. À thì cho các bạn xem video thí nghiệm. Còn tốt mình sẽ cho các bạn dự đoán. Tiên là thí nghiệm số 1 đi. Ta có lọ ALCL3 này, lọ H24 loãng này, lọ NH3 và lọ NaOH này. Em lưu ý nhé, khi mà mình cho NH3 vào trong ALCL3 thì nó không hiện tượng tan, là do thầy đã từng nói biết đó. Đầu máy lên là tan hết. Cứ để này không tan. Quấy lên là tan hết. Cứ thêm này mãi. Quấy lên là tan. Nha. Nha. Đây là quấy chưa kỹ. Quấy nữa là tan sạch. Cái này từ từ, cái này tí chơi tiếp. À là mình vừa chứng minh xong cái đầu tiên thầy dạy nhá, là OH trừ và thằng nhôm cộng. Thế bây giờ mình ra một cái khác đi. Bây giờ mình sẽ tìm cái việc là cho ALCL3 vào NaOH xem nào. Phải thực hiện
đây đây rồi, đây rồi, làm ngược lại đi rồi. Này làm cái tượng à. Ngày xưa thầy hay nghịch mấy cái này. Để cho từ từ nào mắt vào L3 nhá. Con loa vào thấy sự đấy tiếp nào đến dư này các em nhìn này, cái tủa tăng dần đến cực đại và cái tủa tan dần lắc lắc cái ta cái ta hết. Hiện tượng nha. Kiểm 1. Kiểm 2 này. 3LCL3 vòng dịch áo mắt này. Được chưa? Nhỏ phát hình thành cái tủa một tí xíu rồi cái tủa tan luôn. Thấy không? Qua nhiều cái tuổi tạo thành hết
Đấy, giờ mới không tan rồi. Giờ mới không tan rồi. Có thêm vào bao nhiêu cái tủ bao nhiêu? Nó thả bao nhiêu cái tủa bao nhiêu và không tan nữa. Đấy. Em nhìn thấy chưa? À, vậy là bây giờ hiện tượng nhìn thấy rồi. Bây giờ mình đi giải thích. Al 3 cộng vào. Một đầu tiên ạ, thứ tự phản ứng. Tiên ạ. Sẽ là tôm 3 cộng cộng với OH trừ tạo thành ALOH 3 lần. Vẫn như vậy, nhưng kết tủa này vừa sinh ra to là lượng OH trừ rất nhiều nên ngay lập tức nó tác dụng tiếp với OH trừ trong dung dịch tạo thành ALOH 4 lần rồi. Nên hiện tượng chúng ta nhìn thấy đấy là thấy vừa xuất hiện kết tủa và kết tan luôn. Kết tủa eo trắng vừa xuất hiện tan ngay lập tức. Kết tủa vừa xuất hiện à. Sau đó nó xảy ra ngay lập tức phản ứng số 2. Rất lâu sau mới xảy ra phản ứng số 2. Đó là khi mà nó tạo thành ALOH 4 lần trừ hết rồi, có nghĩa là toàn bộ nhôm 3 cộng tạo hết thành ALOH. Nhưng vẫn thêm nhôm 3 cộng vào. Lúc này ALOH 4 lần trừ cộng nhôm 3 cộng để ALOH. ALOH. Thì lúc này hiện tượng thì kết tủa keo trắng mới xuất hiện. Rồi tăng dần đến cực đại. Về nhá. Và chúng ta có hiện tượng. Ta sẽ có. Con nhôm 3 cộng vào. Ban đầu tiên là. Đây. Lúc đó. Tăng dần đến rồi sau đó kết tủa giữ nguyên đây là điểm alo.
Được chưa? Xong nhá. Xong việc nhỏ được. A là câu 3 cộng vào 3 nhỏ. Nhỏ từ từ. Từ từ. Cộng. Đối dư. Vào. Dịch. AL. OH. 4 lần trừ. Hay tương đương. AL. O2 trừ. À, H cộng tác dụng với NaLO2 thì thấy phản ứng nãy đi. Đứng này. Đây. Lúc nãy mình xem cái phản ứng này là nó đã tạo thành NaLO2 khi mà có NaOH vào đúng không? Đấy, trong dịch này là tồn tại NaLO2 như chúng ta đã giải thích. Đúng không ạ? Kẹo nó thôi, sẽ nhỏ tiếp H cộng vào trong dung dịch này, chúng ta sẽ quan sát hiện tượng như nào nha. Acid sulfuric loãng đến giữ. Kết tủa theo trắng tan hoàn toàn, thu được dung dịch trong suốt. Phải phải nhỏ nhỏ H cộng vào cái thằng bên cạnh cơ. Có rồi em ạ, có thí nghiệm nó làm hay vậy nhá. Vậy thầy mô tả cho. Thế thì khi mà chúng ta nhỏ từ từ H cộng tới dư ấy vào dung dịch ALOH4 thì ta sẽ có hiện tượng như thế này. Mic của thầy nó bị nhảy mic. Khi mà chúng ta nhỏ từ từ cái cộng tới dư vào ALOH4 lần cái hiện tượng của nó. Nhỏ từ từ tới dư thì đầu tiên mình vẫn xét là thứ tự phản ứng. Thứ tự phản ứng phản ứng số 1 phản ứng số 1 đó là đầu tiên H AL OH 4 lần trừ. Nhưng mà do đây là cho H cộng từ từ. Do đây là mình cho H cộng từ từ. Nên là đầu tiên thì nó rất là bình tĩnh thôi. Thì đầu tiên do là ALOH 4 lần trừ nhiều hơn. Tượng là đầu tiên là xuất hiện kết tủa. Là xuất hiện kết tủa huyền phù màu trắng
Và cái tủa này nó tăng dần đến cực đại. Cái tủa này nó tăng. Đến cực đại. Cái tủa dạng huyền phù màu trắng nó tăng dần đến cực đại. Thấy chưa? Sau đó đến phản ứng số 2. Đó là si khi và kết tủa tăng. Khi mà anh A là OH 4 lần trừ này nó hết này. Thì nó sẽ dẫn đến một hiện tượng là H. H cộng này dư. Nó sẽ tác dụng tiếp với. H cộng này dư. Nó tác dụng tiếp với AlOH 3 lần. Để nó tạo thành nhôm 3 cộng H2O. Được chưa? Về đèn 3. Thì lúc này mình sẽ thấy hiện tượng đó là tần đến dung dịch trở lại thành trong suốt nha. Mình sẽ thấy hiện tượng. Hiện tượng là kết tủa tan dần đến dung dịch trở lại là trong suốt. Ok chưa? Vậy thì cái sơ đồ biểu đồ của anh này thì nó tương tự như OH trừ vào nhôm 3 cộng. Được không ạ? Đây là cái số 3. Giờ mình sang cái số 4. Nhỏ từ từ Al OH 4 lần trừ tới dư vào H cộng thì sao? Ngược lại thì sao? Đấy. Ngược lại thì sao? Cứ làm đi làm lại mấy cái này thôi. Nhỏ từ từ tới dư ngược lại thì sao? Linh Phương dự đoán đây nè. Nếu thầy nhỏ ngược lại thì sao? Điều gì xảy ra? Em đoán là kết quả nó hiện hơn rồi nó lại tan. Đoán thế nào? Đoán là giống cái thứ ba, là cái thứ hai là kết quả hiện xong rồi lại tan. Đúng rồi, chính xác đấy. Nhưng mà mình phải giải thích được. Đây nhá, ta sẽ có này, thứ tự phản ứng đấy. AlOH 4 lần trừ, mình phải hiểu được bản chất vào H cộng, thì thằng H cộng nhiều hơn đúng không? Nên nó vừa tạo thành AlOH 3 lần sinh ra này, vừa tạo thành cái tác dụng ngay với H cộng, để tạo thành nhôm 3 cộng. Đấy, do là H cộng bên dưới mà. H cộng nhiều hơn mà. Nên ta sẽ có là hiện tượng là kết tủa dạng huyền phù màu trắng vừa xuất hiện rồi tan ngay. Được chưa? Đây là thứ tự số 1. Sang thứ tự số 2. Là AlOH 4 lần trừ vẫn vào tác dụng tiếp tục với nhôm 3 cộng. Thì nó sẽ tạo thành kết tủa AlOH 3 lần.
Được chưa? Thì anh 3, anh này 4. Thì lúc này mới xuất hiện hiện tượng là xuất hiện kết tủa dạng huyền phù màu trắng. Và nó tăng dần đến cực đại. Tăng dần đến cực đại. Ok chưa? Và biểu đồ thì tương tự như hai nhỏ. Ok chưa? Hai là gì đây? Biểu đồ tương tự như hai là nhỏ từ từ đến dư AL3 cộng vào hoạt trừ. Nhỏ từ từ đến dư nhôm 3 cộng vào hoạt trừ. Đấy. Thế còn những cái kiểu nhỏ từ từ này thì nếu mà chúng ta mà gặp cái dạng bài kẽm, mà kẽm thì tình nghĩ là trong đề thi trung học thông quốc gia này không gặp đâu, nhưng mà trong đề đánh giá năng lực thì rất dễ có thể gặp. Nếu mà ta gặp cái kiểu đó ở trong dạng bài kẽm thì các bạn mạnh dạn làm là nó tương tự y xì như là dạng bài về nhôm 3 cộng, được không ạ? Có một chú ý đó là kết tủa AL OH 3 lần thì không tan trong NH3 dư. Nhớ nhé, kết tủa này thì không tan trong NH3 dư. Ok chưa? Bây giờ ta sang phần bài tập. Đấy, các bạn làm cho thầy câu số 1, câu số 2, câu số 3. Comment đáp án nhá. 1, 2, 3. Nào câu 1 nào. Linh Phương, 1 chọn đáp án gì? Một điệu. Xem nào, thu được kết tủa AlOH 3 lần người ta dùng cách nào sau đây? Cho từ từ dung dịch NaOH vào AlCl3 được. Cho NH3 dư vào AlCl3 được. Cho nhanh dung dịch NaOH vào AlCl3 cũng được chứ. Nhanh nữa mắt vào AlCl3 cũng được chứ. Chỗ mà thu được AlCl3 này thì cho nhanh hay là cho từ từ thì nó đều như nhau. Nhưng mà nếu mà nhanh NaOH vào mà nhanh quá mà lượng NaOH lại nhiều hơn nhỉ, thì nó khó là kết tủa đúng không? Ừ nên nó phản ứng hết luôn. Đúng rồi, nên là mình chọn cái đáp án an toàn hơn là đáp án C. Ok, câu 2. Chưa có gì quá khó khăn ở đây cả. Câu 2 này.
Đạt, câu 2 Đạt chọn đáp án gì? B. D à? Úi dồi, chúng ta vừa nghe đấy. B à? Ừ. Xuất hiện kết tủa keo trắng, lượng kết tủa tăng dần cực đại, sau đó kết tủa tan dần hết, đúng rồi. Và đây nó là dạng tổng quát khi mà mình cho OH trừ và nhôm 3 cộng, đúng không? B. Câu 3 nào. Ba Khánh Ngọc chọn đáp án gì, comment cho thầy nếu mà không nói được. Hay Khánh Ngọc đi chơi đúng. Lúc nãy Khánh Ngọc nói mà, đúng không? Hay Khánh Ngọc ngủ mất rồi. Khánh Ngọc mà ngủ thì chuyển sang cho Phương Thảo. Phương Thảo ơi, em comment cho thầy đáp án câu 3 đáp án gì. Phương Thảo có 3 chọn B, NH3 và ông dịch AL NO3 3 lần cho tới dư. Thế là Phương Thảo lại không nghe thầy rồi, xuất hiện kết tủa màu trắng, lượng kết tủa tăng dần cực đại. Kết tủa tan ra đến hết sai, ALOH 3 lần không tan trong NH3 nhá. ALOH 3 lần không tan trong NH3 nên không có chuyện mà kết tủa tan ra đâu. Mà ở đây chỉ có là xuất hiện kết tủa màu trắng, lượng kết tủa tăng dần cực đại thôi, kết tủa keo trắng. Được chưa? Kết tủa tăng dần cực đại thôi. C. Thảo nhớ nhá. Trang Ngân ơi, Trang Ngân đọc kỹ câu 4 và comment cho thầy xem câu 4 Trang Ngân chọn đáp án gì. Câu 4 nha. Đây, Trang Ngân chọn đáp án A. Hiện tượng quan sát được khi cho từ từ AlCl3 vào dung dịch NaOH cho tới dư. Thì khi mà mình cho AlCl3 và NaOH cho tới dư ấy, thì xuất hiện kết tủa màu trắng, lượng kết tủa tăng ngay, sau đó lại xuất hiện kết tủa chính xác. A, chính xác. Câu 5 ạ. Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hoàn toàn thì thu được kết tủa, các bạn cùng giải nhá. Câu 5. Vòng lại một vòng. Linh Phương này. Em chọn B ạ. B. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa, một lượng dư NaOH và AlCl3 không có, đúng không? Lượng dư AlCl3 và NaOH đúng rồi. C không được do H cộng nó sẽ hòa tan AlOH 3 lần. D không được bởi vì là H2 4 dư. Rất tốt. Câu 6 nào. Kỹ nha, đạt nha, câu 6. B. Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn? Thêm dư AlCl3 dịch NaOH thì đúng là thu được kết tủa, đúng rồi. Còn thêm dư NaOH vào AlCl3 thì mình chỉ thu được dung dịch thôi, đúng không? CO2 vào dung dịch NaOH. Dư cũng không có kết tủa. H cộng vào NaOH 4 lần thì ban đầu tiên xuất hiện kết tủa là kết tủa tan do H cộng dư. H cộng dư nó hòa tan rồi thằng AlOH 3 lần. Câu 7 nào. Phương Thảo nào. Phương Thảo chọn đáp án gì? Xong câu 7 chúng ta sẽ sang kiểu 2. Thảo chọn C. Dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3. Na2CO3 vào AlCl3 và HCl vào dung dịch NaAlO2 dư. Thu được một sản phẩm như nhau, nó chính là AlOH 3 lần. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok, rất tốt. Chúng ta đã xong toàn bộ về cái kiểu số 1 nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái kiểu số 2. Kiểu, à từ từ, trước khi sang kiểu số 2 để thầy nhìn lại cái phần bài tập về nhà, hay là mình làm cái phần bài tập về nhà của bọn này đi.
Làm luôn sau bài tập về nhà đi. Đợi thầy xin. Khả năng cao mình làm luôn sau phần bài tập về nhà đi. Phần lý thuyết này có rất nhiều thứ hay. Đây, đúng rồi. Xử lý luôn phần bài tập về nhà các em nhé. Xử lý luôn phần bài tập về nhà trước. Xử lý luôn phần bài tập về nhà ấy. Cái mục bài tập về nhà ở bên dưới luôn trong sách luôn. Câu số 1 này. Vừa nay gọi đến đứa nào rồi? À, Phương Thảo rồi. Trang Ngân câu 1. Để đọc khối A năm 2020. Và các em phải mở sách đi nhé. Phần bài tập về nhà thì không có cắt ở bên trong cái bảng này. Các bạn mở sách ra. Làm thế cho chuẩn. Bây giờ mấy đứa mới đi tìm sách đấy. Biết thừa. À, trang bao nhiêu nhỉ? Trang 215. Trang Ngân comment cho thầy nha, bài tập số 1 đã bán gì? Phần bài tập về nhà. Trang 215. À. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH và dung dịch AlCl3 hiện tượng kết quả cao trắng, khao sau đó kết quả tan chính xác 1A. Rất tốt. 2. Hai. Minh Phương. À. Kết tụa hoàn toàn, chính xác, kết tụa hoàn toàn thì nên cho AL, nên cho NH3 bởi vì là cái thằng này không tan được, đúng không? Câu 3. Đạt. Câu 3 đạt. Đọc kỹ nha, đọc kỹ nha. C chính xác. Bởi vì là cho NaOH vào AlCl3 thì đầu tiên xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa tan. Còn lại nếu NH3 thì chỉ xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa không tan. Nên là C chính xác. 4. Phương Thảo. Đọc kỹ vào. Đấy toàn lý thuyết thôi. Chinh phục nỗi sợ hãi. Câu 2 để buổi sau học. Thảo chọn đi C câu 4. Lúc đầu xuất hiện kết tủa keo trắng. Ở một kết tủa tan, ở hai kết tủa không tan chính xác. Khi cho H cộng nhỏ vào A là H 4 lần trừ thì đầu tiên xuất hiện kết tủa kéo trắng và kết tủa tan nhá. Còn ở 2 thì kết tủa không tan. Do là CO2 thì không thể hòa tan được A là H 3 lần. Câu 4 chúng ta đáp án C chính xác. 5 Trang Ngân. À. NaOH vào Na cộng thì không hiện tượng rồi. Có nghĩa OH trừ và NA cộng không hiện tượng. Và nhôm Ma cộng thì xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa tan. Và MG2 cộng thì sẽ xuất hiện kết tủa màu trắng không tan.
đúng rồi, câu 5 nhỉ. Câu 6. Sáu Linh Phương nhá. Câu 6 em nghĩ là B. B. Cho từ từ từng giọt dung dịch 1 vào dung dịch 2, nhôm ma cộng và OH trừ. Thấy kết tủa rồi, kết tủa không tan. Không phải, B là sai. Từ từ nhôm ma cộng và OH trừ thì không xuất hiện kết tủa. Từ từ 1 vào 2. Từ từ IA này, từ từ nhôm ma cộng và OH trừ thì thấy dung dịch 2 có kết tủa rồi tan ra là A là OH 3 lần rồi tan ra đấy. Đúng rồi, thì nhận ra vậy A là được. Hoặc xem nào, C được không này. Từ từ dung dịch 2 và dung dịch 1 thì thấy 1 có kết tủa trắng, kết tủa trắng tăng dần rồi tan. Nhận ra 1 là AlCl3, 2 là NaOH cũng được. Thằng C này cũng được. Cái thằng A này còn thiếu này, kết tủa rồi tan ra sau một lúc lâu thì xuất hiện kết tủa nữa, nên A là chưa thể nào hay bằng C. C là hay nhất. Được chưa? Vậy câu 6 phải là ý C. C là hay nhất. Rồi não chưa? Rồi não, hết mất phần lý thuyết rồi. Thôi, hôm nay buổi đầu khai xuân. Có lẽ là thầy không nhảy sang cái thằng kiểu 2 nữa. Kiểu 2 để lại buổi sau nhá. Các bạn lớp mình về nhà đọc kỹ cái kiểu 2 đi. Sau đó là buổi sau, hôm thứ 5, chúng ta sẽ chiến đấu cái kiểu số 2. Được không ạ? Buổi học hôm nay mình xin phép kết thúc tại đây. Rất cảm ơn các em. Hẹn gặp lại, chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại vào hôm thứ 5 tuần tới. Chúng ta sẽ học về hydroxit lượng tĩnh. Ừ, bye bye, chào cả lớp. Nhớ thứ 5 đi học off nha. Nhiều bánh ngon lắm.